Okay, who in English? IELTS writing. Writing practice. Rồi nếu các bạn đã học một buổi về khả năng đặt câu, những kiến thức vô cần thiết để đặt câu. Thì bây giờ thử thách ha, thử thách, thử thách, thử thách. Challenging, challenging, challenging. Nếu không nhìn từ điển, không nhìn lại những thứ mình đã học thì nói câu này trong vòng 10 giây hay 15 giây ngay được không? Oh my god, I think it's not. Tu không quen thức dậy quá sớm vào buổi sáng. Shoes are not không quen. Rồi quen với là gì? Quen với mới học hôm qua thôi mà, mới học buổi trước thôi mà. Dạ buổi trước thôi chứ. À, mới buổi trước thôi mà. Mới có một buổi thôi mà bây giờ đã tiêu đời rồi. I remember that today we not study but that works. Quen là gì? Quen là be usual và đây là đáp án. Be usual. Trong 10 giây mà không nghĩ ra được thì coi như không được. Nói đi. Sue is not used to getting up early. Nói nhanh. Sue is not used to getting up early. Nhớ được không? Be nè, used to và sau to là verb in thì nó có nghĩa là quen với, quen với, quen với. Mỗi câu cần phải học được cái cách biểu diễn của nó thì mới nói đúng được. Còn nếu không thì chắc chắn nó sẽ bị sai và không có nghĩa. Nó là hai lần nữa ngay liên tiếp. Sue is not used to getting up early. Sue is not used to getting up early. Sue is not used to getting up early. Không nhìn đây, bây giờ nói là cũng không dòm nữa. Sue không quen thức dậy vào buổi sớm. Và vào buổi Sue is not used. Is not used to get So it's not used to getting up early. Nhớ được không? Dạ được. Chúc bữa trước cũng lặp lại 3 lần đó, đâu phải là ít lần đâu. Giờ vẫn không nói được rồi. Thế trước đây họ từng rất giàu có nói được không? Trước đây họ rất giàu có là trước đây after that they are very rich. They are very rich. They are no. They were rich. They were rich. Rồi, after that không có nghĩa gì đó, nó không có nghĩa gì hết á. After that nghĩa là sau đó mà, thế còn trước đây mà. Trước đây từ bây giờ không còn nữa thì nó buộc phải có cái mẫu là used to. Yeah. Cho nên cả hai mẫu này Dan Quỳnh không nhớ được. Không nhớ được là do não bộ mình nó không được cung cấp đầy đủ cái chất liệu của nó để nhớ. Não bộ mình nhớ tốt nhất khi nào? Khi có đầy đủ thông tin. Cũng không hẳn như vậy. Để nhớ tốt nhất thì nó cần lập sự lặp đi lặp lại. Não bộ mình nó có đặc tính như vậy đó. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ nhớ. Giống như mình gặp một người nào đó một lần, lần sau mình gặp mình không nhớ ai. Gặp người ta hai lần thì sau một tuần mình có thể sẽ nhớ. Còn một tháng sau thì có thể quên. Nhưng gặp người ta 7 lần thì sau 3 tháng mình chắc chắn mình sẽ nhớ. Thì người ta không nghiên cứu là sau 7 lần thì não mình nó ghi nhớ rất là tốt. Cho nên để nó nhớ gì đó thì hãy lặp lại, cho nó lặp lại 7 lần, lặp lại 7 lần dùng nó sẽ nhớ. Thứ hai là liên tưởng ha, liên tưởng, tìm cách liên tưởng, kết nối cái này với cái kia. Be used to có nghĩa là quen, còn used to đã thường. Chữ used có nghĩa là sử dụng đúng không? Yeah. Trong trường hợp mà này chữ be used to thì nó có nghĩa là quen, đúng rồi, quen thuộc với. Không có be, chỉ là used to thì nó lại có nghĩa là đã thường. Tìm cách để liên tưởng để nhớ, tìm ra cách liên tưởng của chính mình. Chúng tôi đã thường chơi đá bóng ở đây thì tương tự thôi. We used to play football in here. Thấy không? Thế sau khi mình làm câu 2 mình lặp lại 3-4 lần thì câu này mình làm lực liệt thấy chưa? Yeah. Rõ ràng ha. Chứ nếu không thì không không làm được gì hết.
Nếu nó không nhớ được thì mình học qua lần mình cũng sẽ tốn thời gian nữa thôi, không được gì hết. Đúng rồi đó. Khi tôi mới qua Thái Lan, tôi phải làm quen với việc lái xe bên trái. Nói làm sao 15 giây đây. Yeah. Qua Thái Lan thì nó phải là trong một câu bình thường phải có, nói lại trong một câu bình thường phải. Trong một câu bình thường phải có chủ ngữ và động từ. Rồi, về when chủ ngữ I go. Bây giờ qua Thái Lan thì nó phải động từ, động từ đó là động từ nào? Nói đi. Fly or go. Go là đi, rồi đúng rồi. Go đi chấp nhận luôn. Thế động từ đó phải được. Động từ đó là phải được chữ nguyên mẫu. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Ủa? Bây trước là học bây giờ này lại lúc tung thôi. Nói lại. Nói lại. Trong một câu phải có. Trong một câu phải có. Trong một câu bình thường là phải có chủ ngữ và động từ. Động từ đó phải được. Động từ đó là phải được. Chết rồi. Hai nguyên tắc. Động từ. Động từ đó là phải được. Được chia theo viết theo thì được chia theo thì phù đúng hợp, đúng rồi. Dạ. Chứ đâu có được nói ghép vô lung túng, không có được. Bây giờ nó hỏi dạ. Chủ ngữ là ai, qua thì dùng chữ go chấp nhận luôn đó, thì chữ go nên chia ở thì gì đây, nó đâu có dạ, ai thì going, làm sao có ai going cho đó. Dạ chắc là khi tôi mới qua, mới là gì, vừa mới là gì, vừa mới là chắc là hiện tại kìa. Vừa mới là cái gì mới được chứ? Vừa mới thì cái điều vừa mới là gì? Suy ra câu này nó ý cái câu này là đã qua Thái Lan chưa? Hồi mới qua Thái Lan dạ. Tôi phải làm quán việc lái xe bên trái thì suy ra nó đã dạ qua rồi, chưa? Dạ rồi. Nói thế nó phải chi ở dạ thì qua gì? Rồi. Dạ chi thì quá khứ. Rồi, quá khứ động từ go đi quá khứ thôi, nó đơn giản mà. Dạ, when I went. Đúng rồi, when I went. To Thailand. Rồi, chấp nhận. Là xong rồi đó, nó coi như là ngon rồi đó, được một nửa vé rồi yeah. đó. Tôi phải yeah. làm quen. Thì làm I quen. Need... I used to be chủ ngữ cộng used to có nghĩa là đã. Đã thường mà. I was used to. Đúng rồi. I were used to try a drove a car. Tiêu luôn. Driving. Đúng rồi, thì theo cái mẫu phí câu số 1 car. Làm được rồi mà, câu số 1 làm được, đến câu yeah. này đến câu số 4 thì vẫn tiêu. Mới làm câu số 1 kia đến qua câu số 4 vẫn tiêu là sao? Dạ, lúc mà con nhìn là con thấy con tử hộ, thấy cái tiền là con phải nhớ, ôi, driving. Đúng rồi, you two cộng với bắp anh, đúng chưa? Dạ, yeah. Yeah. Lâu quá, thấy không, làm được một câu mà nhanh thì nó sai, còn làm được hy vọng là nó đúng thì lại quá lâu, không được gì hết. Rồi, nói câu đó đi, đó là đáp án when, đó. When I just came to Thailand, I had to get used to driving on the left. Thấy chưa? Đã phải nè, phải thì nó là quá khứ cho nên have to nó đổi thành quá khứ là hết, nữa không? Had to. Yeah. Get used to driving on the left. Được chưa? Yeah. Yeah. Nói đúng lại, rồi, dạ. Trong một câu bình thường phải có. Vậy dạ, trong một câu bình thường là phải có chủ ngữ và động từ sẽ được chia theo thì phù hợp với nó. Đúng rồi. Mình học là để ấy vậy chứ cuối cùng học xong ngữ pháp không để làm gì vậy. Nói lung tung thì câu đó không có nghĩa. Hoặc nghĩa nó sai, nó đổi đi mất rồi. Chúng tôi dạ. đã sống ở đây được 6 tháng rồi. Và chúng tôi là đâu, chủ ngữ là gì? We. Rồi, chính xác rồi. Thế động từ là chữ gì? Sống là đã, sống là gì? Need. Rồi, về quyết định chia thì gì? Dạ, quá khứ. Quá khứ hả?
quá khứ tức có nghĩa là sống rồi nhưng mà nó phải có thời gian xác định rõ ràng á. Thế khi nào biết không? Yeah. 6 tháng. 6 tháng đâu phải là thời điểm trong quá khứ đâu. Nó một khoảng thời gian mà. À, làm được gì đó. Sống ở đây được. Sống rồi. Đúng không? Xảy ra rồi nhưng mà không biết thời gian rõ ràng thì chia ở thì đang thành. Đúng rồi đó, chính xác rồi. Hình thành thành nhớ không? Dạ, 212 nhớ. We have. Đúng rồi, we have gì? We have lived here. For 6 months. Đúng rồi đó. Chù già bây giờ làm được câu đúng mừng thế nhỉ. But yeah. But we not used to. We not là sao? We là sao? We don't. Quen với nhớ lại mẫu chưa? Quen với. Yeah, quen với to be used to là rồi, we are. Đúng rồi. We aren't. We aren't used to be. Sao là to be nữa? Rồi. Used to. Nhịp sống ở đây là cái gì? Rồi, nói đi. Tempo. We have been living here for 6 months, but we haven't been used to tempo of life here. Tempo of life. Đúng rồi, tempo là cái nhịp độ đó, không? Đó đó. Rồi, hắn mời tôi đi xem phim cùng hắn vào ngày mai. He invites me. Hắn là đồng mời là gì? Invite. Rồi, invite nên chia thì gì? Dạ, vào ngày mai. Dạ, nếu như nói như vậy là chắc là hiện tại. Đúng rồi, chứ chắc chắn rồi, chính xác rồi đó. Invite có S. Đúng rồi, chỉ cần đọc thôi, đâu có lâu, phải invite có S. Đọc là ta biết được rồi. He invites me go to the cinema with him to... Wait. Rồi, wait. Đây là đáp án. Go to the cinema with him tomorrow. Rồi, đúng ngữ pháp, nhưng cái mẫu câu nó bị, nó không đúng cú pháp thôi. Cú pháp có nghĩa là mời ai làm gì đó, nó phải là như vậy nè. Invite me to a movie to go to, đúng không? Không phải invite me go, không phải invite me to go mới đúng. Invite me to a movie with him tomorrow. Đến một bộ phim hoặc là đi đến một bộ chiếu phim thì chắc đều đúng hết. He invites me to go to a movie. Được chưa? Yeah. Mới gọi là chứ. Câu số 7 nói được không? Susan nhờ tôi cho cô ấy đi nhờ xe quá gian về nhà. Susan nhờ tôi là I think it's not. Nhờ nè. Ask me. Oh my god. Nói đi. Susan asked me to give her a lift home. Rồi, hai lần nữa nói đi. Susan asked me to give her a lift home. Susan asked me to give her a lift home. Rồi. Số 8, hãy bảo họ đừng thức khuya và đừng làm với máy tính quá nhiều. Vậy quyết định sao đây? Câu này thì nên quyết định dùng mẫu gì đây? Nó có chủ ngữ không? Dạ không. Rồi, ok. Không hề có chủ ngữ bởi vì đây là câu cầu. Em nhớ mẫu không? Wait. Nói đi. Bảo. Please tell them. Don't sleep late. Fail luôn. Don't go to bed late. Thức khuya. Phải bảo ai don't go to bed late. Mẫu nào? Tell them. Tell them to
to verb. Somebody to verb, này verb thức khuya là gì? Verb không. Stay up late. Tell somebody to tell somebody to stay up. Late up, sorry. Don't no, late, tell somebody don't say late up. Tell luôn. Tell luôn. Just tell them don't late. Rồi, bây giờ nếu mà bảo nói ai làm gì đó thì sẽ be true. Bây giờ ai đừng làm gì đó thì thêm cái not vào đây chứ làm sao làm cái mẫu câu nào mà đông nữa. Tell them not to stay up late. Được không? Rồi, nói câu này đi. Tell somebody not to and rồi, tell them not tell to them, tell them not stay not to stay up late and not to work with the computer too much. Được không? Yeah, rồi. Còn number 9, tôi sẽ gọi điện xin lỗi họ vì đã làm mất quyển sách của họ. I will call them to say sorry because I'm cái đó là gì? Okay. I lost their book. Rồi, chấp nhận luôn. Tuy nhiên cái mẫu chuyên nghiệp nó sẽ phải là xin lỗi ai về cái vụ gì đó thì nó phải là này, I shall phone them. Chứ không là cho ai for losing the book. Apologize to somebody for. Xin lỗi ai về cái vụ gì đó. Và sau for luôn là động từ thêm in. Đúng không? Yeah. I so want to apologize to them for losing their book. Nói là nữa đi. I show phone to apologize to them for losing their book. Losing their book. Losing their book. Đêm qua ai gọi cho con lúc nửa đêm vậy? Last night, who called you? Giữa đêm là cái for you last night. Who called you last night? Đúng rồi đó. Đan Quần đúng, còn Tường Lam thì bị sai về cú pháp. Rồi nó lại đi who called you last midnight. Who called you last midnight? Đã gọi mà suy ra nó phải chia quá khứ chứ. Đúng không? Yeah. Rồi đó, very good. Bài phần luyện tập số 1 cái phần đầu thì còn ngỡ ngàng, còn số 2 thì đã bắt đầu được rồi đó. Rồi, nãy giờ họ nói chuyện về vấn đề như không khí. À, nó bắt đầu nâng cấp dần. Ha. Bây giờ, yeah. Quyết định chia thành gì? Date, nãy giờ là cái gì? Date. Bây giờ quyết định thôi, giờ chủ ngữ là cái gì? Dạ, chủ ngữ. Không, cái này không có chủ ngữ. Ừ, không có chủ ngữ. Chủ ngữ là đây. Đúng rồi, là họ kìa, đúng rồi. Động từ nói họ, chuyện. Dạ, yeah. Động từ là nói là chuyện. They talk about đó, the environment. Định, trong một câu bình thường phải có. Trong một câu bình thường là phải có chủ ngữ và vị, phải có chủ ngữ và động từ. Và động từ, và động từ sẽ phải được chia theo dạng phù hợp với nó. Đó, chia theo thì và dạng phù hợp. Thì bây giờ nó có quá khứ là tương lai thôi. Là ba cái chính. Dạ. Yeah. Bây giờ nãy giờ tức là nó đã xảy ra chưa? Nó làm chưa rồi? Dạ rồi. Quá khứ tiếp diễn. Nó xảy ra quá khứ bây giờ nhưng mình bây giờ nó còn nói không? Còn. Suy ra dạ, nó đã xảy ra rồi, bây giờ nó vẫn còn nên dùng thì đây. Có cái gì? Dạ. Vậy chắc là hiện tại là nó lung tung. Hiện tại hoàn thành. Rồi, hoàn thành đúng. Bây giờ nói đi, hoàn thành là nói sao? Bây giờ là cái gì chợ ôm? They talk about. They talk about là thì gì đó? Mới nói thì gì bây giờ? Sorry.
Sorry, teacher. They have talked about environment. Rồi, quá lâu rồi không chấp nhận đâu. Nói đi, they have been talking about air pollution. They have been talking about the air pollution. Thấy chưa? Hiện tại hoàn thành cấp dưới này, hiện tại hoàn thành thì nó đấy xảy ra rồi, bây giờ nó vẫn còn. Nhưng mà nếu mà người mình nhấn mạnh đến cái chuyện mà nó vẫn đang diễn tiến thì mình chỉ cần đổi một chút. Hiện tại hoàn thành cấp dưới. Have been verb in. Được không? Nói hai lần nữa đi. Have been working. Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép quá nhiều ô tô vào trung tâm thành phố. À, bắt đầu. I think we don't need to. Không nên, chọn từ cho đúng. Không nên. Nên là gì? Không nên là gì? Không nên. Nên là should mà không nên là shouldn't. We shouldn't cho tôi ấy gì kỳ quá. Tiêu luôn. Nói đi. I don't think we should allow too many cars to get into the city center. Dễ không? Dễ mà. Sao nãy mình không nói được? Sao mình rộng mãi không ra gì hết trơn vậy? Thế chào, what is the allow mean? Allow đó. Allow. Nhìn câu tiếng Việt mà dòm xuống câu tiếng Anh không biết nó mình nghĩ gì thôi chết rồi. Không nên cho phép. Nói lại đi. I don't think we should allow too many cars to get into the city center. Go. I don't think we should allow too many cars to get into the city center. Nói lại lần nữa đi. I don't think we should allow too many cars to get into the city center. Rồi. Câu số 3 nói được không? Chúng ta có thể làm gì để cải thiện hệ thống giao thông hiện nay là what we need to do? Có thể mà không biết hả? Chứ có thể cũng không biết xài từ gì thôi chết rồi. What could we do to improve the traffic gì? Hệ thống là cái gì? Trời ơi, cái đầu nó chạy nhá. Rồi, đọc đi. What can we do to improve the traffic system nowadays? What can we do to improve the traffic system nowadays? Traffic system. Hệ thống giao thông. Rồi, hai lần nữa, liên tiếp, nhanh lên. What can we do to improve the traffic system nowadays? What can we do to improve the traffic system nowadays? Tôi cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Tôi đã làm việc suốt từ sáng giờ rồi. I feel very tired. I'm working. Rồi, nữa. I working là thầy gì á? I working là cái thầy gì? Hả? Yeah, I am working. Tớ làm từ làm chưa? Dạ làm rồi. Làm rồi trong là... tức là từ sáng giờ là quá khứ đúng không? Dạ. Bây giờ là... còn làm không? Dạ không, giờ đang nghỉ ngơi, nên mệt được chưa? Nè, tôi đã làm việc suốt từ sáng đến giờ mà. Giờ. Nếu mà nó nói câu đó thì bây giờ nó còn làm không? Nó còn làm còn. Nên bây giờ quyết định. Hiện tại hoàn thành. Rồi, hoàn thành nói. I feel very tired so much
so much. I have worked từ sáng. I have worked sáng dậy. Nào. Rồi, nói lại câu đó. I feel terribly tired. I have been working since in the morning. Mà sáng mà sáng sớm cơ. Sáng sớm là gì? Early morning. Ba được chưa? Yeah. I feel terribly. Kinh khủng chứ đâu phải rất đâu. Terrible yeah. Kinh khủng mà nó bổ nghĩa cho chữ tired thì nó phải biến dạng nó thành chặng từ, thêm chữ ly cho nó, thêm cho nó một cái ly. I feel terribly tired. I have been working since the early morning. Nói lại hai lần nữa, nhanh lên, liên tiếp. I feel terribly tired. I have been working since the early morning. Viết ra chữ terrible mà còn cố tình đọc là terrible. I feel terribly tired. I have been working since the early morning. Since the early morning. Đọc cổ thả quá. Since the early morning. Rồi cho người giải lao vài phút cho uống nước, đầu óc tỉnh táo, chút làm cho nó đúng tí coi. Take a break for 5 minutes. Giải lao đi nha, giải lao một chút. Câu này thì chắc là sóc có chữ cua. Nhưng mà con đúng đó không kia rồi. Đi bước đi. Ủa bà nãy giờ học được bao nhiêu lâu rồi? Rồi một phút nữa quay lại nha, đan quần một phút nữa, cố gắng cho nó xong luôn. Now, continue.
shall we continue right now? Rồi, dòm. Các anh suy nghĩ thế nào về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại? What is English for that? How do you think about khủng hoảng kinh tế nào? Okay. What is English for khủng hoảng kinh tế? Cuộc khủng hoảng là crisis. Crisis. Kinh tế là? Kinh tế là gì? Kinh tế. Rồi, cho suy nghĩ một chút nha. Và các bạn xem qua câu 5, 6, 7, 8. Bốn câu này. Cho suy nghĩ vài phút. 2 đến 3 phút trước khi chúng ta biểu diễn. À, khi biểu diễn thì từng câu phải nói ngay trong vòng 10 đến 15 giây thôi, không quá lâu. Lâu quá không còn ý nghĩa nữa. Are you ready? Wow, number 5. Yes, go. Số 5 nha. Các anh suy nghĩ thế nào về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại? 10 giây, go. How do you think about the cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay? What do you think about the What do you think about the economic crisis nowadays? Ba lần nhấn lên. What do you think about the economic crisis nowadays? Economic crisis. Một lần nữa nhấn lên. What do you think about the economic crisis nowadays? Rồi, thế bây giờ chúng ta cần giải pháp khả thi cho tình trạng kẹt xe trong thành phố. Bây giờ xác định chủ ngữ đâu? Chúng ta. Thế cần. What do I need? Xác định thì gì đây? Quá khứ hiện tại tương lai. Dạ quá khứ hiện tại tương lai hả? Vậy là rồi, hiện tại. Hiện tại. Giải pháp là gì?
Bắt đầu. Dạ dạ. We need the idea. Rồi. Lâu quá không chấp nhận được. Nói đi, we need many feasible solutions for the traffic congestion in the city. Go. We need many feasible solutions for the traffic congestion in this city. Nó lần lần nữa. We need many feasible solutions for the traffic congestion in the city. Rồi, very good. Rồi, kể từ tháng 9 đến nay, tổng cộng đã có hơn 100 vụ tai nạn giao thông. Tình hình thật đáng lo ngại. Rồi, dùng mẫu gì đây? Kể từ tháng 9 đến nay. Kể từ... Since September. Đó, có hơn trong này nữa. No. Có chủ ngữ không? Mẫu này có cần chủ ngữ không? Dạ không. Rồi. Có dùng mẫu gì? There. Hoàn thành. Bây giờ there is là có. Bây giờ đã có từ tháng 9 đến nay đã có suy ra nó phải ở thì hiện tại. Hiện thành. There đó chia sau đây. There have been 100 tai nạn giao thông là cái gì chị quên rồi. Cái gì traffic đó trời. There have been totally 100 traffic accidents since September. The situation is really đáng lo ngại. Lo ngại là gì? It's really lo lắng là gì? Lo lắng là gì? Worry. Bây giờ nó gây lo lắng, nó gây lo ngại, tức là đáng lo ngại. Thì nó phải thêm bên cho nó. Rồi, nói đi. Ba lần, nhấn lên. There have been totally 100 traffic accidents since September. Đọc cẩu thả quá. Traffic accidents since September. Rồi. The situation is really worrying. Cách đây không lâu, họ đã xây một bệnh viện đa khoa mới. Quyết định chia thì gì đây? Cách đây không lâu là... Rồi, quá khứ. Họ là gì? Rồi, nói lại hai lần đi. Not long ago, they built a new general hospital. Okay, that's it. It's very good.